Kenwood VH5MD. Dàn này full chức năng, gồm có CD, MD, tất cả đều hoạt động ok. Cho Dolly này mình có thể chỉnh được tăng bass 2 mức, có ngọn optical dùng giải mã DC24bit trực tiếp trên âm ly không cần đĩa mồi. Mình dùng ngọn optical này để cải thiện chất lượng âm thanh trên Max TV nhà mình, để xem phim, nghe nhạc, xem đá banh, vân tất cả đều hay. Bass của lo là 10cm trep đơm, mặt của nó lồng một cái lớp mica phía ngoài nhìn rất là sang và đẹp. Âm ly này mình có thể để nằm, để đứng đều được nha. Nó cho mình xoay màn hình và xoay âm ly để nhiều kiểu khác nhau đều ok. Hậu của lo rất là sâu nè các bác xem nha. Đây là tổng thể mặt sau của bộ dàn. Có ngọn out, ít cái nó điện thoại, tivi, máy tính. Có ngọn in và out luôn nha. Có optical dùng giải mã DAC, FM tần số là 90. Có ngọn sub out để kết nối sub điện rời tăng dày âm trầm. Công suất âm ly là 53W. Công suất lo là 60W trên cặp lo. Em ship hàng toàn quốc qua bưu điện. Chỉ cần cho địa chỉ là hàng sẽ được ship tận nơi. Các bác vui lòng chuyển cọc giúp em 300.000. Nhận hàng thanh toán số tiền còn lại và phí ship cho bưu điện. Nếu chuyển đủ 100%, em sẽ tặng cho mình một cái rơ mát học, tức là cái khiển học. Mình có thể chỉnh được bass, trep, chỉnh được full chức năng trên dàn. Hiện tại bass em chỉnh ở cộng 4 nè, trep cộng 4. Và super bass á, thì em chỉnh ở mức cộng 1. Tùy gu, tùy bài hát mà mình có thể chỉnh bass, trep để phù hợp với nhu cầu. Kích thước của bộ dàn này như sau: chiều cao của lo là 24cm, chiều ngang cả bộ dàn là 50cm. Dàn sử dụng tốt cho phòng từ 20 đến 30 mét vuông. Đây là hàng âm thanh nội địa Nhật chạy điện 100V. Nếu các bác có nhu cầu chuyển điện từ 100V lên 220V hoặc là muốn gắn thêm vào Bluetooth phía trong âm ly thì liên hệ. Em sẽ nhờ thợ làm luôn cho mình nha. Bluetooth gắn trong nó sẽ bắt sóng xa hơn, chuẩn hơn, chống nhiễu tốt hơn và chất lượng hơn so với Bluetooth gắn phía ngoài rất là nhiều. Và khi mình chuyển điện phía trong âm ly như vậy rất là tiện. Ở về mình nhận được bộ dàn, mình chỉ việc cắm vào điện 220 là sẽ ok, không có cần là dây nhựa rườm rà hoặc là lo quên cắm vào ổn áp hay đổi nguồn, dễ dẫn đến hư bộ dàn nha, rất là tiện luôn. Và bên em có nhận chép đĩa CD mà đi theo cầu, chỉ cần đưa tên ca sĩ hoặc là tên bài hát vào Zalo, nhân viên của em sẽ chép theo đúng ý thích của các bác vào đĩa CD cũng như là MD. Bên em có bán anten để mình cắm vào âm ly nghe radio, có bán remote học, chỉnh bass, chép, chỉnh full chức năng trên dàn. Các bác cần mua thêm phụ kiện nào để mà kèm chung với bộ dàn thì cứ liên hệ vào Zalo 0931008099 để nhân viên em tư vấn và báo giá nha. Bây giờ mình cùng nghe nhạc qua chức năng đĩa CD. Chức năng đĩa MD.